Vâng, em xin chào mừng các bác trở lại với công ty Trung Thương Auto có địa chỉ tại số 17 Phạm Hùng. Thì hôm nay xin phép các bác là em giới thiệu đến các bác một chiếc Ford Everest đời 2018. Các bác có biết là Sác Hưng ở trên chương trình Sác Tanh ạ. Đấy, bác ấy cũng đang đi một chiếc Everest như thế này. Đấy, như thế này các bác nhá. Đấy, mà Sác Hưng là được gọi là Sác biết tuốt, đúng không ạ? Sác bách khoa toàn thư. Sác Hưng là một người rất giỏi rất nhiều lĩnh vực, từ toán học, vật lý đến công nghệ, đến đầu tư, đến kinh doanh. Sác Hưng là một người rất giỏi, ông ấy có kiến thức rất là yên tâm và ông ấy chọn một chiếc Ford Everest trở thành một người bạn đồng hành. Đấy. Thì giới thiệu sơ qua như vậy thôi. Còn về chi tiết chiếc xe này của em, đây là chiếc Ford Everest bản hai cầu các bác nhá, titanium hai cầu. Biển Hà Nội rất đẹp, 222 mãi nhất lộc. Trời ơi, cái biển cực kỳ giá trị các bác nhá. Đấy. Thì chiếc này ngoài ra nó còn có một điểm cộng nữa, đó là có thể xuất được hóa đơn 605 triệu, rất tiện cho bác nào lấy về công ty ạ. Đấy, xuất hóa đơn 605 triệu. Ok. Tổng quan chiếc xe thì các bác có thể quan sát thì rất đẹp. Rất là đẹp các bác nhá. Thì hôm nay em cũng xin phép là các bác là em quay ở ngoài cái bãi đất này cho nó rộng. Đấy, còn showroom em kia, showroom Trung Thực Auto. Đấy, điện sáng nhất. Cứ nhà nào mà đang không tiết kiệm điện kia thì chính là nhà em. Rộng kinh khủng luôn, 1000 m², sắp tới lấy thêm 500 m² nữa ở bên phải này để làm trung tâm chăm sóc xe. Thì em rất là mong muốn có dịp được mời các bác qua uống trà, uống cà phê, ngắm xe. Các bác có thể lái thử bất kỳ các loại xe nào của Trung Thương Auto đã có. Đấy, Trung Thương Auto thì là chuyên các dòng xe gầm cao như là Ford Everest, Santa Fe, CRV, Fortuner, vân vân, rất nhiều. Đó. Đồng thời là các bác có thể rửa xe, em xin phục vụ các bác miễn phí. Các bác chỉ cần qua chơi với em rồi là quý rồi. Các bác cứ đánh xe qua đây, em cho anh em là rửa xe miễn phí, chăm sóc xe miễn phí luôn. Được rồi. Thì ra đây quay nó rất là rộng các bác, thoáng để các bác có thể nhìn được tổng thể. Rồi em lại giới thiệu đến các bác chiếc Everest này nhá. Thì chiếc xe này là một chiếc xe cực kỳ đẹp, em phải nói luôn, cực kỳ đẹp. Nếu các bác nào mà không tin thì có thể xem tiếp để xem nó đẹp đến mức độ nào. Còn các bác nào mà xem video của em nhiều rồi mà thấy thằng này toàn nói phét này toàn nói không đúng sự thật thì có thể gọi là mắng mỏ em thoải mái ở dưới comment. Các bác mắng mỏ thoải mái. Còn nếu mà nhưng mà các bác phải mắng đúng sự thật nhá, nếu mà có sai. Ok. Rồi thì em xin giới thiệu về chiếc xe này. Đây là chiếc xe mà keo chỉ zin toàn bộ của anh xe. Zin toàn bộ các bác nhá. Zin toàn bộ luôn. Ốc 4 cánh cửa cũng zin luôn, chưa hề có vết tháo vặn. Đấy, ốc ở 4 cánh cửa. Rồi. Nhược điểm nào em cũng sẽ cố gắng nói hết, còn ưu điểm em cũng nói hết. Rồi, đây có một vết xước rất nhỏ, giờ gọi là không phải nhỏ, dài. Nó là một vết xước dài, tuy nhiên nó là xước nhẹ. Đây các bác có thể nhìn thấy không? Có nhìn thấy trên máy quay không em? Đấy, nó xước nhẹ đấy, em dơ lên dơ xuống để làm sao các bác có thể nhìn thấy. Đây, đây nó dài từ đây đến đây nhưng nó rất là nhẹ. Không biết các bác còn có nhìn thấy không? Đây em che này để các bác nhìn thấy. Nhìn thấy không ạ? Không thấy à? Đấy, thế khó quá. Thì em cũng nói luôn, nó có một vết xước rất nhẹ ở đây, chỉ cần chà bóng đi là ok, không vấn đề gì. Rồi, dàn lốp thì chúng ta cùng kiểm tra. Thì đây, tuần thứ 20 năm 2018, đây là đế lốp của xe. La răng thì có vết xước các bác nhá. Đấy, la răng thì lại xước. Xước tương đối luôn đấy. Xước nhẹ nhưng mà lại là nhiều. Nhẹ nhưng mà nhiều. Đấy, em cố gắng quay thật chi tiết để các bác nắm được. Các bác ở xa, các bác có thể... Em sẽ cố gắng quay một cách chi tiết để các bác qua màn ảnh này thôi, các bác cũng phải nắm được đến 8-9 phần về chiếc xe, đúng không ạ? 8-9 phần. Chứ để tránh mất công các bác qua xem, đó, rất là vất vả. Tình hình bây giờ là phải chuẩn chỉ, nhanh gọn, ok. Tiếp tục đến phần ốc của cốp xe thì cũng nguyên zin các bác nhá. Ốc zin hết. Trời này có lẽ là hơi tối các bác khó nhìn, nhưng mà những gì em nói trên video sẽ là chuẩn chỉ luôn. Đấy. Khuyến khích các bác là qua xem xe và lái thử trực tiếp và các bác lên đi cùng với cả thợ quen. Đồng thời có thể mang chiếc xe này ra bất kỳ đại lý chính hãng nào, bất kỳ một gara nào mà các bác tin tưởng. Đấy, em tự tin đến mức độ vậy. Nếu mà em nói cái gì mà không đúng như mô tả không đúng như trên video thì các bác có quyền là mắng mỏ em thoải mái, bóc phốt em trên tất cả các trang mạng xã hội. Đó ạ, em tự tin vậy. Thậm chí nếu các bác ở xa, em có thể là vận chuyển xe, ship xe đến tận nhà các bác, và các bác nhận xe kiểm tra không đúng như những gì em mô tả, các bác có quyền trả lại xe và em sẽ chịu mọi chi phí. Chịu mọi chi phí, các bác không mất chi phí nào hết, đúng không ạ? Đấy. Ok, dàn lốp thì 2018 này, tuy nhiên cũng có chiếc thì lại thay rồi các bác nhá. Ví dụ như chiếc này đi, chiếc này em nhớ date là 2020. Đâu? Đây, tuần thứ 2 năm 2020 thì chiếc này cũng còn mới, đã thay rồi các bác nhá. Ok. Làm vướng chiếc xe kia. Rồi. Đây, để em mời các bác cùng xem khoang động cơ của xe. Em sẽ lổ lên để các bác cùng nghe tiếng máy. Đấy, hôm nay em quay lúc trời hơi tối nên là sẽ ra ngoài này cho nó rộng, nhưng cuối cùng lại thành hay. Ngoài này rất rộng, rất thoáng, rất dễ để các bác giới thiệu đến các bác. Rồi. Đấy, thì đây là chiếc xe mà em vừa mới lấy về, chưa dọn rửa gì các bác nhá, chưa dọn rửa gì. Đây, phần động cơ này vẫn còn khá nhiều vết bụi bẩn. Đấy, rất là mộc mà em đã tự tin quay lên để giới thiệu đến các bác. Còn tất nhiên quay xong thì em sẽ cho đi dọn rửa sạch sẽ, đúng không, để cho các bác dễ dàng kiểm tra. À, như em đã nói nhá, ốc lóc capo là nguyên bản hết nhá, tất cả các con ốc nguyên bản hết. Đấy, tự tin vô cùng về chất lượng xe luôn. Những chiếc xe của Trung Thương Auto thì luôn luôn sẽ là những chiếc xe đẹp nhất so với những chiếc xe cùng đời trên thị trường, đẹp nhất luôn. Đây, cái giải chữ Ford này, logo thương hiệu Ford thì bác chủ đã độ thêm rất là mạnh mẽ, và đặc biệt là cái biển số nó là quá là đẹp luôn. Xuất hóa đơn 605 triệu. Đấy, đèn pha thì nguyên bản nhá, nguyên bản các bạn. Đấy. Và bên em giao xe cho các bác thì luôn luôn cam kết bằng văn bản có giá trị pháp lý hai điều vô cùng quan trọng. Thứ nhất là về phần nguồn gốc xuất xứ của xe rõ ràng, minh bạch, không cầm cố, không tranh chấp và không phạt nguội. Đấy, phạt nguội em còn có thể cam kết được luôn, xử lý hết phạt nguội trước khi giao xe cho các bác. Thứ hai đó là về phần chất lượng của xe thì là động cơ, hộp số và hệ thống khung gầm của xe là không có đâm đụng, không có ngập nước và không có thủy kích các bác nhá. Đấy, các bác có thể thoải mái kiểm tra chất lượng bất kỳ đâu. Rồi, tiếp tục thì em mời các bác cùng vào thăm nội thất của chiếc xe này. À quên, còn một điều em chưa nói là chiếc xe này thì lốp dự phòng là đã hạ rồi các bác nhá, đã hạ. Đấy, em sẽ cố gắng nói một cách chi tiết, minh bạch. Đã hạ thì em sẽ nói đã hạ. Rồi, lốp dự phòng đã hạ và độ mới của lốp dự phòng còn khoảng 70 đến 80%. Rồi, ok, về nội thất thì đây là nội thất nguyên bản theo xe các bác nhá. Màu đen, nội thất đen, nội thất nguyên bản theo xe, vô lăng nguyên bản. Đấy, thì các bác có thể thấy những chiếc xe xịn này thì da nó cũng rất là xịn, mỏng, da nó mỏng, ngồi rất là thích và rất là xịn. Đấy, nó hơi nhăn mế má trái một tí thôi, không đáng kể. Đấy, rất là mỏng. Đây, các bác phải quan sát thấy. Ok, một chiếc xe mà em vừa nhận về nhá, đã kiểm tra kỹ chất lượng rồi trước khi nhận về. Vô lăng nguyên bản, rất mới. Đây, cần số thì hơi cũ hơn vô lăng một tí, hơi cũ hơn một tí. Ok, số km đã đi của chiếc xe đang báo là 5 vạn nhá, 5 vạn km. Rồi. Đây, ui rồi, em tưởng kiểm tra cốp xem có cái gì thì có rất nhiều bàn chải đánh răng còn chưa kịp trả cho bác chủ. Không biết là cốp trước còn gì nữa không cơ. Giấy tờ gì đây, không biết có gì bí mật không. Hợp đồng mua bán ô tô. À, chết rồi, vẫn là để đây. Anh em lấy về còn chưa kịp giao cho bộ phận back office. Rồi. Ok, cửa sổ trời, toàn cảnh panorama. Em đóng vào lúc em có mở ra. Rồi đấy, đây là toàn bộ nội thất của xe, rất là mới các bác nhá. Ok, và em rất là hào hứng vui vẻ khi mà hôm nay đã mua được một chiếc xe rất đẹp thế này. Và để giới thiệu đến các bác thì em xin tổng kết lại một chút. Đây là một chiếc Ford Everest sản xuất năm 2018, đứng tên công ty, biển Hà Nội rất đẹp, biển 30H222.16, biển rất đẹp. Đấy, và toàn bộ xe thì rất đều xe, rất đẹp, từng chi tiết luôn, từng con ốc của nguyên zin. Đấy, cam kết và sẵn sàng là cho các bác kiểm tra ở bất kỳ nơi đâu. Rồi, thì chiếc xe đang thuộc sở hữu của công ty Trung Thương Auto. Và chúng em đang mong muốn mức giá cho chiếc xe này là khoảng loanh quanh khoảng 1 tỷ 1, hơn 1 tỷ 1 một chút, được không ạ? Hơn 1 tỷ 1 một chút. Thì mức giá đó em hoàn toàn có quyền quyết định một cách linh hoạt. Đấy, không lấy đủ của các bác hơn 1 tỷ 1. Các bác cứ gọi điện cho em số điện thoại trên màn hình 0975 79 22 22, được không ạ? Và số tiền mặt các bác cần chuẩn bị cho chiếc xe này chỉ là khoảng hơn 300 triệu là các bác có thể lái xe về, phục vụ gia đình, phục vụ công việc. Còn lại là chúng ta có thể trả dần hàng tháng. Đấy. Để biết chi tiết hơn thì các bác cứ gọi điện trực tiếp cho số điện thoại 0975 79 22 22. Đó là số hotline của công ty Trung Thương Auto. Đó. Rồi, vâng, kết thúc video thì em xin gửi lời chúc sức khỏe, thành công và hạnh phúc đến các bác cùng toàn thể gia đình. Hẹn gặp lại các bác vào video giới thiệu xe ngày mai. Xin cảm ơn các bác.